chúng ta học được gì từ bước chân của sư thầy Thích Minh Tuệ đáng kính? Chúng ta theo vết chân thầy để học được những bài học lớn lao. Bài học đầu tiên có lẽ là trong cuộc sống này, con người phải vận động tích cực và vận động linh hoạt. Có nghĩa là con người của chúng ta phải siêng năng tập luyện thể dục, thể thao, chăm chỉ làm việc để cho cái thần thái, cái cốt cách, cái sức khỏe của con người ngày càng được bồi bổ thêm, tăng thêm cái nguồn năng lượng, tăng thêm cái sức sống, sức chiến đấu, sức dẻo dai và cái sức cần cù bền bỉ qua mỗi ngày dài. Bài học thứ hai có lẽ là con người của chúng ta phải biết dầm mưa dãi nắng, phải biết đắng cay, phải biết nếm mùi thất bại, phải biết khổ đau là gì, phải biết nghèo đói là gì, phải biết sự thiếu thốn cơ cực là gì, để con người của chúng ta mới có yêu thương, mới có động lực để phát triển, mới có cái sự đổi thay, mới có cái sự khát vọng vươn lên để thay đổi số phận của mình, mới có được những cái nghị lực, những cái sức sống, những cái quyết tâm mạnh mẽ cho sự đổi thay. Thứ ba, con người của chúng ta phải biết giao hòa với cỏ cây hoa lá, thân thiện với môi sinh môi trường, có một lối sống tích cực, hài hòa, có những việc làm hành động, có trách nhiệm với tự nhiên. Con người của chúng ta được định nghĩa là một thực thể sinh học xã hội, là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, cái sự giao thoa, cái sự tôn trọng giữa con người với tự nhiên, với đại dương, với biển cả, với tất cả chúng loài phải được cân nhắc và lưu tâm. Bài học thứ tư, sức mạnh đoàn kết, đại đoàn kết là sức mạnh của thần công, đại thần công và chiến thắng. Sự đồng sức đồng lòng, chung sức chung lòng cùng nhau thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi cái hiểm họa, mọi cái thách thức, mọi cái phong ba, vượt qua được cái sự nghèo nàn, lạc hậu, vượt qua được những cái quan điểm cổ thụ, vượt qua được những cái tàn dư, tàn tích của chế độ cũ. Thứ tư, con người của chúng ta phải biết yêu thương những con người xung quanh mình, yêu thương chúng sinh, yêu thương đồng loại và có tinh thần quốc tế. Bởi chúng ta đã hội nhập thì chúng ta đã là một công dân toàn cầu, nên mọi hành động, mọi việc làm, mọi cách ứng xử của chúng ta đều là một công dân toàn cầu. Mà đã công dân toàn cầu, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cũng phải học tiếng nước ngoài, và chúng ta lấy ngôn ngữ tiếng Anh là cái tiếng thông dụng để chúng ta giao thoa với bạn bè quốc tế. Ngoài ra, chúng ta còn có thể học các ngôn ngữ khác, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Italy, rất nhiều thứ. Thứ năm, trên đường đời có những ách tắc, có những lúc mà chúng ta tưởng chừng như không thể vượt qua. Nếu tất cả chúng ta có sự kỷ luật, có tôn ti tật tự, có trước có sau, chúng ta nhường nhịn nhau một chút, đó chính là cái sự từ bi hỷ xả của chúng ta để làm nên những nghiệp lớn. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này. Sự kỷ luật là vô cùng quan trọng, là thước đo của mọi thành công. Mà chúng ta phải nhìn các siêu cường lớn trên thế giới, mà đặc biệt nhìn về khu vực châu Á Thái Bình Dương, lấy Nhật Bản làm tấm gương về cái sự kỷ luật. Kỷ luật ở đây còn là kỷ luật trong lao động, kỷ luật trong giao thông, kỷ luật trong trường học,
kỷ luật trong bệnh viện, kỷ luật trong các công ty, nhà máy, kỷ luật trong việc làm, lời nói. Và bài học cuối cùng đó là chúng ta phải đi đây đi đó để nhìn ngó mỗi quê hương, để thấy được những ưu điểm, những nhược điểm, những tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương về điều kiện tự nhiên, con người, lao động, nguồn lực, tài nguyên và vị thế của địa phương đó, để chúng ta có một cái quy hoạch phù hợp. Chúng ta đi đây đi đó để nhìn ngó cuộc đời, cũng là để học hỏi những bài học lớn lao. Chúng ta sống vì điều gì? Các con thân mến của ta, trên đường đời tu hành của ta, ta biết rằng số phận mỗi con người đều có duyên căn của mình. Thế nên mới có câu ngạn ngữ: vạn sự tùy duyên, đức năng thắng số, hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, và thuận theo lẽ đời tự nhiên. Ta đi đây đi đó để tự rèn luyện bản thân mình. Cuộc đời mỗi con người đều là vô thường, vô ngã và vô hư. Ai cũng có một lý tưởng cho cuộc đời của mình. Tuổi trẻ ai cũng có những giấc mơ, những khát vọng được học hành, được tiến tới, có công dân sự nghiệp, có gia đình hạnh phúc, có dòng tộc yêu thương đủ đầy. Và ta cũng vậy thôi. Ta sinh ra ở một vùng quê nghèo lắm, tuổi thơ cắt cỏ chăn trâu. Vùng quê rất giàu truyền thống cách mạng, mảnh đất Xô Viết nghệ tĩnh. Ta sinh ra cùng có mẹ có cha, có anh chị em trong nhà, với những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ thơ. Rồi vì hoàn cảnh gia đình ta rời quê hương xứ Nghệ vào Gia Lai, Tây Nguyên đi theo diện kinh tế mới. Và như bao người khác, ta cũng học trung học cơ sở, trung học phổ thông, và rồi đi nghĩa vụ quân sự 3 năm. Cũng là một người lính với cấp bậc thượng sĩ, chức vụ trung đội phó. Nhưng duyên căn trong cuộc đời, ta thấy rằng mỗi con người chúng ta cần phải được giải thoát, cần đi tìm những lý tưởng mới, cần đi tìm những điều đáng sống, những giá trị cao hơn, vĩ đại hơn, không phải cho bản thân ta, mà cho tương lai mai sau. Ta tìm về với cõi Phật chân thiện nhận, để đi tìm những con người, những tấm gương lỗi lạc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã gieo duyên. Và rồi ta cũng chọn cho mình một vài ngôi chùa để ẩn tu, để thực hiện quá trình tụng kinh niệm Phật của mình an chay và buông bỏ tham sân si. Con người thoát khỏi dục vọng tham sân si để bước vào kiếp tu hành. Nhưng ta thấy rằng chân tu đâu chỉ nằm ở chùa to, chùa cao, chùa rộng, mà chân tu là nằm ở những gốc cây, những nơi khổ đau, những nghĩa địa, những bãi đất hoang, những khu rừng hiu hắt vắng lạnh. Chân tu phải nằm ở giữa đời, dầm mưa dãi nắng. Chân tu phải đi khắp nơi để cầu cho quốc thái dân an, để mỗi bước chân của chúng ta đi là mỗi bước chân mang đến hạnh phúc, mang đến tình yêu thương, mang đến sự sẻ chia cho vùng đất mà chúng ta
đặt chân. Bước chân của chúng ta đi phải có hơi người, bóng dáng của con người và tình yêu mãnh liệt của con người nơi chúng ta đến. Chân tu là chúng ta nằm ở giữa trung tâm của vũ trụ. Hình bóng của chúng ta được bạn bè quốc tế nhìn nhận, được rất nhiều con người nhìn nhận, được chân thiện nhìn nhận, được chúng sinh sống một cuộc đời thiện lương nhìn nhận, được tất cả các tôn giáo khác cũng nhìn nhận. Bởi thực tiễn chính là thước đo của chân lý. Và rồi bước chân vi hành khất thực đầu đà 13 của ta lặng lẽ đi từ tỉnh này qua tỉnh khác. 8 năm qua, bao nhiêu người biết đến sư thầy Thích Minh Tuệ ta? Cũng có người biết, cũng có người không, cũng có người dọa đánh, cũng có người nói này nói kia. Nhưng dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Ta bước đi trên đường đời không có tội lỗi. Ta bước đi giữa nắng dầm mưa chẳng có tội tình gì. Tình yêu của muôn phương dẫn cho ta, tự tâm ta thấu hiểu.